Tình Bến Tre xin chào chú anh chị và các bạn đã xem kênh YouTube của Người Tình Bến Tre. Hôm nay hai anh em đi quay clip đục hào cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Anh Nguyễn Phi Hùng phát hiện có con cá bóng sao rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xem anh Nguyễn Phi Hùng có bắt được con cá này không nhé. Và anh ấy đã bắt được một con cá bóng sao mập ú luôn cô chú anh chị ơi. Và mình cũng đục được con hào đầu tiên rồi cô chú anh chị ơi. Cua đá bò đó, đang ăn bò. Ở đây là những con hào nó đeo cái ống cống nè, cống sổ vuông nè, cho anh chị đi đục kiếm những con hào mình đeo con đeo cấm gì vậy đục. Và đây là những con hào còn rất nhỏ nha quý vị. Những con hào nhỏ mình không đục nha quý vị. Mình lựa những con hào lớn mình đục, con hào nhỏ để nó lớn rồi mình đục ăn tiếp. Và đây anh Phi Hùng phát hiện có một hang cua nữa cô chú anh chị các bạn. Cua đá bỏ càng luôn anh. Cua mền chứ không phải cua đá. Đây cái đói lại của chú anh chị đó, con cái đói đang lại hai con luôn đó, ba bốn con luôn, một bầy luôn đó đó đó, bò xây vòng luôn, cái đói dẫn nước đó nhiều lắm cô chú đó 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 đó, quá bá chừng luôn, ba bốn con.
đó đó. Rất đẹp phải không chú anh chị? Đó là rừng Đước, rừng Đước của xã Thành Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Và mới múc lên đi gian nan không. Và đây là những quả bụt lá này của chú anh chị các bạn. Lá này chắc già rồi. Già sắp khô rồi, hết ăn rồi. Thì đó cũng có nữa. Cửa ăn đó, hảo đeo bịch lá rồi đeo ống cống rồi mình đi đục về nha cô chú anh chị. Đây có một con ốc dừa nè cô chú anh chị các bạn. Đây, ốc dừa. Bự nè không? Hào buổi chán của chú chị.
tươi với bồ tạc là ngon luôn nha. Hoặc là về nướng phô mai. Cầm kẹt đó. Hồi nãy đục vỗ này là lấy hai con luôn, đâu bể con kia. À, nãy là đục mấy đây là đục. Ừ. Bên đây lấy hai con. Dòng nhỏ quá ha. Hào này là hào thiên nhiên nha cô chú anh chị các bạn, chứ không phải là hào nuôi người ta bán ngoài chợ ngoài dừa được nha. Đây mình lội rừng mình đục là hào thiên nhiên. Miếng đó ăn được hả? Không, vừa miếng đó ăn được, còn miếng kia nó miếng gì? Miếng xanh là ăn chết hả? À, ăn đắng rồi chứ không chết hả? Con này miếng xanh nè. Rồi con nãy ốc gì? Rồi bé ơi. Dạ đến đây video đã kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hay, xin cho Bến Tre Channel một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để Bến Tre Channel có động lực làm những clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem video. Bye bye.